Hello các bác, em lại lên tiếp chân máy quay phun nhôm cho các bác nhá. Ô, chân này để lại đấy rồi. Em lại lên video nó ngược mã các bác nhá. Ở video này em lên từ mã D. Cái chân phun nhôm này để anh em cạch cửa vô tư nhá. Các nào mua về mà dùng cho điện thoại thì càng tốt. Còn nếu mà mua cho dùng điện thoại hoặc máy quay thì các bác có thể mua cái dòng nó vừa nhôm vừa nhựa thì sẽ rẻ tiền hơn. Hoặc là cái chức năng của những cái chân này, nó thiết kế ra thì nó không dành cho quay phim, chụp ảnh thì được các bác nhé. Nhưng mà quay cái này chủ yếu bên Nhật ấy, người ta dùng để lắp kính thiên văn đấy, ngắm trăng ngắm sao ấy, thì nó chắc tại vì nó tải nặng. Nhưng mà mình lia lại thì nó không được êm bằng cái chân người ta thiết kế chuyên cho quay phim. Còn các bác để mà live stream hoặc là để chụp ảnh hoặc là đấy thì ok nhá. Còn nếu mà dòng phun nhôm thì các bác có thể mua những cái dòng cao cấp thì quay phim thì nó sẽ êm hơn. Em lên cái này là mã D16 này. Các bác để về kẹp củi thì cái Eto bên em bán rời là 200.000 một cái nhé. Còn cái chân này thì bên em báo giá là chưa bao gồm phí ship các nhá. Phí ship là 30k một đơn. Đây là cái chân D16 cao 50 tới 150 cm. $500k các bác nhá, nặng 1,6 cân. Đúng là cái mẫu như này này nó có cái tay quay, các bạn, nó có cái tay quay lên xuống, nhưng mà con này cái tay quay nó hỏng lỗi rồi. Còn lý luôn 400k cho cái này có nhá, 400k. 400k mã D16 thấp nhất là 60. Đấy, các bác muốn rút cao thì mình rút thêm ở cái chân này lên nữa thôi. Đấy, đấy. Đúng ra là có cái tay quay thì nó sẽ quay lên thêm cái đoạn này tầm độ hơn 30 cm. Đó, nếu mà có tay quay ngon lành thì là bán 600 nhé. Còn con này lỗi cái tay quay nó gãy rồi, em thanh lý luôn là 400.000. D16 400. D15 này có này, D15 con này có tay quay các bác nhá, có tay quay. Nặng 1,5 cân. Cao 60 tới 150 cm. Giá 500k. Full nhôm đấy các bác nhá. D15 500. D14 này con này con Vebon siêu to các bác nhá, nhưng mà sơn thì nó hơi xấu này các bác. Đó, full nhôm toàn thân. Đây. Full nhôm toàn thân nhá. Siêu to này, con này nặng 2,7 cân này các bác này, nặng 2,7 cân. Cao 60 tới 150 cm. Đấy. Con này em lại hạ giá tiếp các bác, 800k. Thanh lý luôn cho nó nhanh các bác nhá, 800k. Siêu to đấy, con này có kẹp những cây củi 90 cân cũng vô tư các bác nhé. Con D13 này em cũng đang bán giá rất là rẻ các bác nhé, của hãng Sony. Đấy, bác nào mà lấy về lắp máy quay máy ảnh cũng được. Còn để mà kẹp củi thì nó đang hơi bị nhỡ cỡ, hơi cao một chút cho nên là nó bị tồn lại của cái lô trước, hơi ế này các bác này. Con này thấp nhất nhé, thu gọn thấp nhất lại đã là 75 cm rồi, và cao tối đa được 1,5 m, nặng 2,1 cân. Đó, trước bán toàn 8,900 nên là em xả lốt cho các bác 600.000 các bác nhé. Có tay quay phun nhôm 600.000. D13. D12 con này cũng kiểu như vậy các bác nhé. Chân này của hãng Mitsubishi, nặng 2,3 cân, cũng có tay quay các bác nhé. Cao 65 tới 160 cm. Giá thành lý luôn 600.000. D11 này các bác này, D11 con này thì không có tay quay các bác nhé. D11 không có tay quay. Nặng 1,5 cân. Cao 55 tới 150 cm. Giá 450k. D10. D10 này giống con từ nãy này các bác này, giống con từ nãy em bán 800 nhưng con này nó bị lỗi một chút thì em sẽ thanh lý cho các bác là 500k. Cao 65 tới 1,6 m. Con này không có tay quay nhé. Nặng 2,7 cân. Đây các bác nhìn theo này.
đúng ra nó sẽ có ba cái chân như thế này. Đó, con này mất một cái đoạn rồi, mất một cái ống hút đây ra nhé. Cái mắc bây giờ nếu mà để dựng lên như này, nó sẽ hơi nghiêng về bên này một chút, đấy nó hơi nghiêng một chút thôi. Đây này, nó chỉ hơi nghiêng một chút thôi nhé, các bác chắc là tầm độ một phân thôi, nó không ảnh hưởng gì. Các bác muốn rút lên dùng thì rút được một nấc này nữa này, đấy một nấc và rút ở đây đây. Thì nói chung là nếu mà mình dùng tầm cao tối đa thì vẫn được khoảng tầm độ 1m3, 1m4, còn thu gọn lại như này là 65 rồi, 500k thôi nhé. Đấy, bác nào mà thích to mà rẻ thì đây lỗi một chút như thế này, nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề các bác dùng. 500k mã D10. Đây là cái mã D9 này con này. Con D9 này thì cái ba chạc này là bằng nhựa. Thì những bác nào mà những cây củi nó nhẹ thì các bác có thể dùng tạm nhé con nhé. 400k, nặng 1,3 cân, cao 50-140cm, có tay quay. Mã D9. Con này em lại thanh lý tiếp 300.000 thôi. 300. Đấy, mã D9 300k cho nó nhanh. D9 300. Đây ạ, mã D8 này, con này còn khá đẹp nha. Con này có tay quay. Nặng 1,5 cân, cao 60-150cm, giá 600k. Mã D8 600k. Mã D7 này. D7 này chân của Slick. Nặng 2,5 cân, cao 60-160cm. Đây. Có tay quay nhá. Chân này 900k. Mã D7 900k. D7 rồi, đây D6 rồi, đây D6 này. Tiếp theo là một chân D6 này con này. Mã D6 có tay quay. Nặng 1 cân, cao 40-120cm và giá là 400. Mấy cái chân mà bé bé tầm như này này thì có chỉ dùng tầm thấp như này thôi, tức là tầm 40cm, và cùng lắm thì mình quay cái đầu này lên chút nữa, ví dụ mà dùng tầm 6-70cm thôi. Thế nếu mà các bác mà rút nâng lên cao quá, nâng hết cỡ lên ấy, thì nó sẽ bấy. Dùng máy quay, điện thoại hoặc các cái khác được, chứ kẹp củi là nó yếu. Đấy, nên là những chân này thì các bác chỉ dùng tầm thấp các bác nhá. 400k. Mã D6 400. Tiếp theo mã D5. Nặng 1,2 cân, cao 45-140cm, có tay quay. Giá 450k. Mã D5 450k. Tiếp theo mã D4. Mã D4 con này nặng 1,3 cân, cao 45-140cm, giá 500k. Mã D4 450k. D3 chân này khá to này các bác này. D3 cái này một chân to nhé. Con này chân này để các bác tải những cây củi lớn vô tư. Đây mình nới lỏng cái này ra là mình quay tròn. Đấy, chặt lại này. Nới này ra là chỉnh chiều này. Nới này ra là quay xuống. Đó. Con này nặng 2,3 cân, cao 60-160cm, giá 1 triệu các bác nhé. D3 giá 1 triệu. Tiếp theo là mã D2. Nặng 1,5 cân, cao 45-130cm, có tay quay này, giá 500k. Mã D2 500k. D1 400k, nặng 1 cân, cao 40-120cm, giá 400k. Rồi, 16 cái ở đây nha em, liên tiếp quay nó chỗ này này. Chỗ này toàn chân to này các bác này. Có một vài trước thì nó hơi xấu, sẽ hơi lý rẻ các bác nha. Đây em lại lên ngược lại một chút. D30. Con chân này D30. Con chân này là của hãng Vebon các bác nhá. Nhưng mà đây này bên Nhật người ta lại cuốn cái dây này để của hãng Slick, người ta cuốn cái dây ấy, chả hiểu cuốn để làm gì. Chắc là cầm về này cho nó khỏi trơn. Đấy, em kệ đây, trả lột ra nha các bác nhá. Con này thì hình thức thì sơn nó hơi xấu. Nhưng mà cái mẫu này nó sẽ dạng được rộng ra cái mức. Nó sẽ có ba nấc dạng ra. Bình thường là chỉ dạng được một nấc như thế này là khoảng 40 độ. Nhưng con này nó sẽ có hai nấc là 60 tầm này và 80 là tầng này. Đấy. Thì các bác điều chỉnh ở cái thằng này nhé các bác nhá. Đó, mình dạng xuống như thế này. Có tay quay. Con này tay quay lên xuống ấy, nó chỉ lên được khoảng tầm độ
5-6 phân thôi. Đó. Chân này thì nó hơi sợ bong sơn một chút nha các bác nhé. Mấy cái vết bẩn thì em xịt đi thì nó sẽ sạch, nhưng mà sơn thì nó hơi xấu một chút. Đó, đây. Con này thì có hai cái tay cầm, chỉnh bốn hướng như thế này các bác nhé. Bình thường như mấy cái chân này trước mà đẹp thì nó tầm 1,6-1,7 triệu đấy. Đây chân này, bạn này rút ra thôi. Đây. Không mỗi lần gì các bác nhé, chỉ hơi xấu một chút thôi. Nặng 3,4 cân các bác nhé, chân này nặng 3,4 cân, thấp nhất là 70 cm và cao tối đa là 1,7 m. Đó, chân này em cũng để giá cho bác là 1 triệu nhé, siêu to khổng lồ luôn. Bác nào có những cây củ lớn thì dùng những chân này thì quá là ok rồi. D30. Tiếp theo là một chiếc chân mã D29 của hãng Slick. Con này thì nó còn nguyên bụi bẩn nên nó hơi bẩn chút nhá. Em rửa đi nó sẽ sạch luôn thôi. Nặng 3,1 cân D29, cao 70 đến 170 cm. Giá 1,1 triệu các bác nhá. D29 giá 1,1 triệu. D28 này con này. D28 còn rất đẹp. Nặng 1,9 cân. Cao 60 tới 160 cm, giá 900k, có tay quay. D29 900k. À bây giờ là D28 nha các bác nhá, D28. Tiếp theo lên cho các bác một cái chân mini. Đó, gọi cái này gọi là Vebon Mini F. Đây. Phun nhôm. Cái mẫu này trước cũng nhiều bác rất là hỏi này, tại vì những cái bác đấy là hay chơi nằm, cần thấp các bác nhá. Con này nó có thể nó dạng thấp như thế này. Đó, thì nó chỉ cách mặt đất chưa tới một găng tay. Nhưng mà nó lại chắc tại vì nó phun nhôm. Đó, anh em chơi nằm chơi kiểu này, nhưng mà con này thì không lên cao được nhé. Con này thì rút cao tối đa chỉ được 50 cm thôi. Đó. Em này giá 700k, nặng 1,2 cân các bác nhá. D27 700k. Tiếp theo là D26, D26 của Vebon. Có tay quay này. Con D27 từ nãy là cũng có tay quay nhé. Con D26 này cũng có tay quay. Nặng 2 cân 1 này. Giá 1 triệu, cao 60 với 150 cm. Cao 60 tới 150 cm. D26 rồi, D25. Đây D25 con này cũng hơi xấu này, Vebon hơi xấu này, con này hơi xấu các bác nhá. Cũng phun nhôm, có tay quay. Nặng 1 cân 2, cao 40 tới 120 cm, giá 300k. Mã D25 300k. Mã D24. Con này cũng có tay quay, nhưng mà con này thì cái ba chạc trên này nó bằng nhựa. Đó, cái đầu này nó bằng nhựa, nhưng con này cũng kẹp cuối được. Vì em thấy cũng thấy nó cũng chắc chắc. Kẹp nó không lắc. Tuy nhiên thì chỉ chống đầu cây củi thôi, hoặc là những cây củi nhẹ các bác nhá. Nặng 1 cân, cao 40 tới 120 cm. Giá 150k. Mã D24 150k. Tiếp theo là mã D23. Ôi D23 con này móc mất chỗ này rồi, đây mà rút ra này. Rút ra một cái đoạn đấy là nó hơi kẹt. Các bác sẽ rút được hai chân dưới ra thôi. Đây, thành lý luôn, 300k. Đây em vừa mới đề giá bán là 500 này. 300. Nặng 1,7 cân, cao 50 tới 150 cm. Đấy, trên đầu này là nhôm này. Cái ba chạc này cũng nhôm, cái khóa này vẫn hơi xấu một chút bằng nhựa. Này. Đó. Vẫn dùng hoạt động bình thường nhá. Một cái ống này nó hơi mót nên là rút ra là hơi chặt. Đấy, 300k. D23 300k. D22 các bác nhé, mã D22. Con này thì khá to, nặng 2,5 cân, cao 70 tới 160 cm. Con này thì nó không này. Cái tay cầm này nó hơi bị dị. Trước khi gửi đi thì em sẽ đánh sạch cho các bác nhé. Tuy nhiên tổng thể thì nó không được đẹp bằng các cái con khác. Đó. Rồi, con này em sẽ bán cho các bác là 750k. D22 750k. D22 750k, có tay quay các bác nhá.
D21 con này cũng có tay quay, nặng 1,5 cân, cao 60 với 160 cm, giá 600k. D21 600k. D20 là chân này của hãng như kiểu của Sony, à con này của Hitachi này các bạn này. Chân này của Hitachi. Nặng 2,7 cân, cao 60 với 160 cm, có tay quay nhé, giá 1 triệu. Mã D20 giá 1 triệu. Tiếp theo là mã D19. D19 con này thuộc dòng bé thôi, giá 300k. Nặng 1 cân, cao 45 tới 130 cm. Đó, con này bên trên này nó bằng nhựa nhé. Và con này bán thanh lý luôn là 250k. Mã D19 250k. Tiếp theo là cái chân này là D18. D18 này, cao 60 tới 160 cm, nặng 3 cân. Nặng 3 cân các bác nhé. Chân này giá 1 triệu. Đây có chân cái này thì cái đầu tay cầm này nó làm ngắn như thế này thôi. Nhưng mà khi các bác kẹp củi thì các bác sẽ điều chỉnh lên xuống bằng cái cây củi rồi, thì cái tay cầm cũng không quan trọng các bác nhé. D18 giá 1 triệu này. Đây, con này D17 khá to. Đấy, bác nào thích to bự thì chơi cái này. Đấy. Con này cái chân nó có thể điều chỉnh được cái độ dạng như thế này. Các bác dạng càng rộng thì nó càng chắc các bác nhé. Mình dạng rộng ra như thế này thì cái chiều cao như thế này chắc khoảng tầm độ 55 thôi. Nâng lên như này thì khoảng tầm độ 65-70. Con này cao tối đa được gần 1m8 các bác nhé. Đó. Thu gọn lại là 70. Nặng 3,6 cân của hãng Vebon. Con này thì chất liệu mà nó làm thì nó sẽ làm chất liệu cao cấp hơn nhôm thường một chút các bác nhé. Nó gọi là giống như kiểu một chất liệu em dịch ở trên trang web của hãng gọi là nhôm titan, cao cấp hơn nhôm thường. Đấy. Còn xịn hơn nữa thì sẽ là bằng carbon. Con này giá 1,5 triệu các bác nhé. Đấy. Em lên tặng 30 chân đấy cho các bác chọn. Bác nào lấy cái nào thì alo em. Phí ship là 30.000 một đơn nhé. Bác nào mua Eto nữa là 200.000 một cái Eto. Thank you quá nha.